Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Hữu Quang. Hiện tại thì mình là chủ sở hữu của WeRoot. Hiện tại thì mình đang kinh doanh sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Đây là sản phẩm gạt bàn thuốc mỹ nghệ của mình, gỗ 100%. Sau khi học khóa học ở V-Training thì thực sự mình đã trưởng thành hơn nhiều. Mình đã trở thành khác, mình đang bước trên con đường doanh nhân của mình. Mình thực sự cảm ơn thầy Nguyễn Thế Duy và V-Training. Yeah! Hiện nay mình đang kinh doanh sản phẩm là bánh đậu phụng mè đặc sản của Hội An. Thì hôm nay mình rất vui, mình là học viên của V-Training và mình đã vừa tham gia các khóa học trên The Channel. Thật sự là học xong mình cảm thấy rất là nhiều năng lượng. Mình thật sự có một câu nói là vậy, là em chịu không nổi luôn thầy. Hồi nãy bị thúc ép quá trời. Nói chung là cái cảm giác là không biết phải diễn tả như thế nào. Nói chung là khi học mà mấy anh chị sẽ cảm nhận được rất là nhiều cái giá trị, những cái bài học rất là thực tế mà từ trước tới giờ em chỉ học là lý thuyết, em chưa có dịp thực hành. Nhưng mà hôm nay đến với lớp học được tận chính tay mình thực hành những cái bài học từ lý thuyết, em cảm rất là tràn đầy năng lượng luôn. Chào bạn, tôi tên là Trần Phong, hiện đang là huấn luyện viên tiêu đinh và tôi đang hiện theo học tại khóa B-Training Trend Leader. Sau khi kết thúc khóa học này, tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và sẵn sàng bước ra bên ngoài và làm chủ sân khấu, và tôi sẵn sàng hút mọi người hướng về mình khi tôi bước lên sân khấu hoặc bước vào một chỗ đông con người. Xin mời. Mình biết đến lớp học trainer của thầy Nguyễn Thái Duy, đến cái lớp của thầy được thầy hướng dẫn rất là được tiếp thu những kiến thức rất mới khi mà đứng trên lớp giảng dạy. Cái vai trò quan trọng của người leader, mình mới cảm thấy cái vai trò quan trọng của người đứng trên bục giảng, có những cái thao tác rất là nhỏ nhặt thôi nhưng mà nó giúp mình thành công. Tôi tên là Nguyễn Chí Thanh, tôi kinh doanh cây cảnh trong nhà. Mọi người thường gọi tôi là Thanh Cây Cảnh. Thì trải qua cái lớp học trainer leader thì rất là tuyệt vời. Mình vừa được phát triển cái tư duy mà vừa được thực hành nữa. Qua những cái bài tập mà luyện cái con người của mình đó, nó thoát ra. Tại vì lúc đầu á, ban đầu á, cái con người của mình đó, nó còn là giống như tiềm ẩn vậy. Còn qua cái lớp học này là con người mình thoát ra, được thầy dạy, và con người khổng lồ bên trong mình bắt đầu nổi dậy, và điều đó rất là tuyệt vời. Và mình rất là tâm đắc, rất là công nhận cái điều tuyệt vời mà khóa học này mang lại.